Trước hết là xin nhắc lại một chút về khái niệm suy tĩnh mạch mãn tính là gì. Đó là tình trạng suy giảm chức năng hệ tĩnh mạch mãn tính chi dưới do suy các van tĩnh mạch hoặc của hệ tĩnh mạch nông và hoặc của hệ tĩnh mạch sâu hoặc có thể kèm theo suy tĩnh mạch thuyên tắc tĩnh mạch hay không. Và chẩn đoán thì dựa vào dòng trào ngược trong lòng tĩnh mạch bệnh lý. Chúng ta phải phân biệt, bởi vì ngay ở trước đây chúng tôi có một cái phiên về siêu âm, đào tạo về siêu âm mạch máu, thì các anh chị cũng hỏi là vậy suy tĩnh mạch có phải là giãn tĩnh mạch nông không, và giãn tĩnh mạch nông thì có suy tĩnh mạch hay không? Thì câu trả lời đây là không phải. Rất nhiều bệnh nhân suy tĩnh mạch chưa giãn tĩnh mạch nông, và rất nhiều người bình thường có giãn tĩnh mạch nông nhưng không có suy tĩnh mạch. Rất hay gặp, có thể lên tới trên 50% cho đến 70%, và đối với phụ nữ là trên 40% đối với nam giới là bị giãn những cái tĩnh mạch dạng lưới hoặc là mạng nhện dưới da. Về dịch tễ học thì đây là một căn bệnh hết sức phổ biến. Tuy nhiên, số lượng người được điều trị rất là thấp. Ví dụ như ở Hoa Kỳ, người ta đã thống kê là bằng những nghiên cứu sổ bộ là có khoảng 6 triệu đến 7 triệu người bị suy tĩnh mạch. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1.9 triệu là được điều trị gọi là suy tĩnh mạch và có ý thức để điều trị suy tĩnh mạch, và chỉ có khoảng 500.000 người là được điều trị từ đầu đến cuối một cách là chuẩn mực. Đây là những cái tĩnh mạch mạng nhện, đây là những cái giãn tĩnh mạch dạng lưới hơi mở, và đây là giãn tĩnh mạch nông, và đây là dòng trào ngược trên siêu âm lúc này. Phân loại thì chúng ta sử dụng cái phân loại lâm sàng là CAP, trong đó thì C là lâm sàng, E là nguyên nhân, A là vị trí giải phẫu và B là bệnh sinh. Trong đó thì chúng ta tập trung nhiều vào phân loại C, chia ra vào từng mức độ. Người ta có C0, tức là bệnh nhân có biểu hiện nhưng mà chưa có biểu hiện trên cơ năng, tức là khó chịu, tê, tức nặng chân, vân vân, nhưng mà chưa có dấu hiệu suy tĩnh mạch khi chúng ta khám lâm sàng. Còn C1 là gì? Giãn tĩnh mạch mạng nhện. C2 là bắt đầu giãn tĩnh mạch nông rồi. Đấy. C3 tức là có phủ. C4 là có các cái loạn dưỡng. Từ C4 trở đi thì là suy tĩnh mạch có biến chứng. Thứ nhất là biến chứng ngoài da, loạn dưỡng. C5 là các cái vết loét nhưng đã liền sẹo. Còn C6 tức là loét rất lớn và đang tiến triển. Cái phân loại này cũng chưa hẳn là tối ưu, bởi vì nó còn một cái thể nữa, một cái biến chứng nữa của suy tĩnh mạch, đó là các cái huyết khối tĩnh mạch trong lòng những cái búi giãn tĩnh mạch nông lớn, thì một thời điểm nào đó có huyết khối, và đấy cũng là một trong những cái biến chứng hay gặp của bệnh lý suy tĩnh mạch mãn tính chi dưới. Để chẩn đoán, chúng ta có hỏi bệnh, khám bệnh và thăm dò cận lâm sàng, trong đó siêu âm lớp le có vai trò hết sức quan trọng để phát hiện dòng trào ngược. Ở đây chúng ta dòng trào ngược phát hiện trên siêu âm lớp le trên 0,5 giây là chẩn đoán suy tĩnh mạch. Về các biện pháp điều trị thì thống kê chúng ta có thấy là đi từ C0 cho đến C6 thì đều có thể điều trị bằng các cái phương pháp nội khoa hay là tập luyện phục hồi chức năng. Tất chun hoặc tất bằng áp lực thì thường được áp dụng từ C2 trở đi. Tiêm sơ là cái phương pháp phổ biến từ C1 cho đến C4. Thuốc bôi da thì rất hạn hiệu được điều trị. Phẫu thuật là phương pháp kinh điển, và phẫu thuật được mô tả ngay từ thời Hippocrates. Người ta đã tìm thấy những cái hình ảnh trên đá, khắc trên đá về cái điều trị là lấy bỏ những cái nhánh tĩnh mạch nông ở trên da, thì áp dụng từ C2 đến C6, và can thiệp nội tĩnh mạch là cái phương pháp được chú ý nhiều nhất và có nhiều tiến bộ nhất, thì áp dụng từ C2 đến C6. Về phương pháp can thiệp thì ta có những phương pháp nào? Phương pháp thứ nhất là can thiệp điều trị nhiệt, ta có sóng cao tần và laser nội mạch. Chúng ta thấy là phương pháp sóng cao tần và laser nội mạch là hai cái phương pháp mà được áp dụng trong nhiều kỹ thuật khác nhau, nhiều bệnh lý khác nhau. Tuy nhiên với suy tĩnh mạch chúng ta cũng có thể áp dụng một trong hai phương pháp này, gọi là điều trị nhiệt. Thứ hai là điều trị không nhiệt và không cần phải gây tê, đó là phương pháp hóa cơ học, là một phương pháp mới, và một phương pháp kinh điển là tiêm sơ. Ngoài ra thì gần đây, trong khoảng 2 năm gần đây, người ta có phương pháp tiếp theo là không dùng nhiệt, tức là không dùng cái hiệu ứng nhiệt, không cần phải gây tê và cũng không gây sơ tĩnh mạch, gọi là dùng cái keo để dính tĩnh mạch lại. Về nguyên lý chung là sử dụng cái ống thông luồn vào tĩnh mạch dưới hướng dẫn của siêu âm để làm tắc và sơ hóa tĩnh mạch bằng năng lượng nhiệt, bằng chất hóa học hay là bằng chất là keo sinh học. Chỉ định ở đây là dành cho những bệnh nhân suy tĩnh mạch mãn tính giai đoạn từ C2 trở đi, tức là từ cái dạng có cái búi giãn tĩnh mạch nông ở đây, được chẩn đoán xác định bằng siêu âm lớp le và đáp ứng kém với điều trị nội khoa, tức là điều trị nội khoa tối thiểu là 3 tháng nhưng mà không hiệu quả. Chống chỉ định đối với những trường hợp nào bệnh nhân không khả năng đi lại, bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, đang có thai hoặc có dị dạng động tĩnh mạch. Một số các chống chỉ tương đối, ví dụ như suy tĩnh mạch sâu chi dưới hoặc các đặc điểm giải phẫu không phù hợp, hoặc là bệnh nhân đang bị ống chống đông. Nguyên lý của điều trị nhiệt tĩnh mạch là phóng thích một cái năng lượng nhiệt vừa đủ ở trong lòng tĩnh mạch để phá hủy tĩnh mạch bằng những cái phản ứng sinh lý mà không đảo ngược lại.
Đầu tiên là laser nội tĩnh mạch, nó được giới thiệu lần đầu vào năm 2001 và cái cateter laser phổ biến ở đây. Nguyên lý là nó phát liên tục năng lượng liên tục với cái nhiệt độ có thể lên tới 1000 độ C. Và từ những cái bước sóng, từ những cái giai đoạn ban đầu là sử dụng những cái bước sóng bước sóng ngắn ấy, được hấp thụ bởi hemoglobin, và đến trong vòng khoảng 5 năm gần đây thì người ta sử dụng cái bước sóng trên 1000 nanomet là được hấp thụ bởi nước, thì nó có thể giảm mức năng lượng đồng thời là tăng cái hiệu quả điều trị. Và đây là người ta dùng cái sợi tỏa tròn hai vòng để tránh để cái nhiệt được dàn đều hơn và tránh các cái nguy cơ gây ra thủng tĩnh mạch. Phương pháp thứ hai là sóng cao tần RF thì đã trải qua gọi là hai thế hệ, có hai loại khác nhau thường được sử dụng nhất. Thứ nhất là cái hệ thống gọi là fast RF của Covidien sử dụng cái sông của biển, mà đến năm 2007 thì không được dùng nữa bởi vì nó rất là khó và gây ra nhiều các biến chứng, đó gọi là Venus Closure Plus. Còn từ năm 2006 đến nay thì người ta sử dụng cái máy gọi là Venus Closure Fast, và mỗi một cái lần mà tĩnh mạch phát xung thì nó điều trị được 7 cm cái tĩnh mạch bị suy. Một cái phương pháp thứ hai là sử dụng cái hệ thống gọi là EVRF. Thì hệ thống này được sử dụng từ năm 2010 đến cho đến nay. Về nguyên lý thì là sử dụng sóng cao tần, tuy nhiên cái sợi đốt thì nó mềm mại hơn, giống như là sợi đốt laser. Đây là hình ảnh minh họa về cái phương pháp này. Phía trên là phương pháp RF, tức là sóng tần số radio, và phía dưới là phương pháp laser. RF thì chúng ta thấy mỗi một đoạn nó đốt khoảng 7 cm, còn laser thì nó đốt liên tục. Người ta đã so sánh can thiệp nội tĩnh mạch và phẫu thuật cho thấy là gì? Tổng hợp từ 8 nghiên cứu cho thấy là không có sự khác biệt về tỷ lệ phẫu thuật, về tỷ lệ tái phát khi so sánh giữa hai phương pháp với nhau, tức là về hiệu quả là tương đương. Khi so sánh laser nội tĩnh mạch và phẫu thuật, người ta thấy tổng hợp kết quả từ 59 nghiên cứu lâm sàng, trong đó có 7 nghiên cứu là đối đầu trực tiếp, thì người ta thấy là cái tỷ lệ cái biến chứng và tác dụng phụ do cái phương pháp can thiệp nội mạch bằng laser thì nó thấp hơn hẳn so với phẫu thuật. Trong khi phân tích sâu hơn về các cái bảy cái nghiên cứu đối đầu thì người ta thấy là về hiệu quả, tính về hiệu quả thì có hiệu quả tương đương với nhau. Người ta cũng đã làm một cái phân tích so sánh giữa laser được bước sóng ngắn dưới 1000 nanomet so với lại hệ thống RFA Closure Fast, thì người ta thấy rằng với 69 bệnh nhân và 87 chi được điều trị, 46 bệnh nhân mà điều trị bằng RF và 41 bệnh nhân điều trị bằng laser, thì người ta thấy là rõ ràng là bệnh nhân điều trị bằng laser thì ra thế cũ đó thì bệnh nhân đau nhiều hơn và cái tỷ lệ tụ máu cũng cao hơn so với bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp RF. So sánh laser thế hệ cũ và laser thế hệ mới thì người ta thấy có sự khác biệt rõ rệt về thời gian đau, thời gian để dùng thuốc giảm đau, thời gian trở về cái hoạt động bình thường, cũng như là các cái biến chứng như là tụ máu, chai cứng hay gì cả. Đối với laser bước sóng lớn trên 1000 nanomet thì hiệu quả nó hơn hẳn. Gần đây nhất là cái nghiên cứu đánh giá 5 năm kết quả trung hạn điều trị bệnh nhân bị suy tĩnh mạch bằng cái phương pháp RF sử dụng cái closure fast tại 13 trung tâm, 8 trung tâm ở châu Âu và 3-5 trung tâm ở Hoa Kỳ, với mục tiêu chính là đánh giá cái tình trạng là đóng hoàn toàn tĩnh mạch, không còn dòng trào ngược trên siêu âm. Mục tiêu phụ là phát hiện các cái biến chứng và các tác dụng phụ, cũng như là đánh giá cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau điều trị. Người ta thấy rằng sau 5 năm, sau 1 năm thì tỷ lệ tắc hoàn toàn ở đây là 96,6%, tỷ lệ này giảm nhẹ qua từ 5 và đến 5 năm thì tỷ lệ này còn 90%. Cái tỷ lệ về biến chứng cũng giảm đi một cách rõ rệt, và đến thời điểm 5 năm thì chỉ còn 0,7% có cảm tưởng là còn có cái dịch cảm ở trên da thôi, còn lại tất cả các cái biến chứng như là mảng bầm tím, tràm, thiếu máu, nhiễm trùng là không còn nữa. Sử dụng cái hệ thống EVRF thì hiện tại cũng chỉ được dùng ở được
hiện tại là mới cũng đang sử dụng ở một số trung tâm, thì chúng tôi thấy là có một trung tâm ở Hungary người ta đã điều trị trên lớn nhất là trên 150 bệnh nhân suy tĩnh mạch mãn tính bằng EVRS, điều trị bằng EVRS thì thấy rằng là sau một tháng 99% là bệnh nhân tắt hoàn toàn tĩnh mạch và 99% bệnh nhân cũng hài lòng với các kết quả điều trị. Ngoài ra cái hệ thống này còn giúp chúng ta điều trị các cái giãn tĩnh mạch dạng lưới. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu sử dụng hệ thống EVRS này. Vì những cái ưu điểm của cái điều trị nhiệt nội tĩnh mạch nên người ta đã khuyến cáo rằng điều trị nhiệt nội tĩnh mạch là chỉ an toàn và hiệu quả ở mức độ 1B để điều trị suy tĩnh mạch nhiệt lớn, suy tĩnh mạch nhiệt nói chung bao gồm tĩnh mạch nhiệt lớn và tĩnh mạch nhiệt nhỏ. Và người ta cũng khuyến cáo là ở mức độ 1B là nên sử đối với bệnh nhân có thể lựa chọn phẫu thuật hoặc can thiệp thì nên lựa chọn phương pháp can thiệp hơn là để phẫu thuật hơn là phẫu thuật, do là ít đau hơn và thời gian hồi phục nhanh hơn trong khi cái hiệu quả tương đương như nhau. Phương pháp thứ ba chúng tôi muốn được giới thiệu ở trong chương trình trong hội nghị này đó là phương pháp can thiệp bằng hóa cơ học sử dụng dụng cụ Clariven được đưa vào lần đầu năm 2010. Nguyên lý là sử dụng cái ống thông và cái ống này nó quay, khi mà ống thông này nó luồn vào trong lòng tĩnh mạch nó quay thì đồng thời nó thay vì chúng ta tiêm sơ trực tiếp bằng xi lanh thì chúng ta sử dụng cái hệ thống này để chúng ta bơm cái chất gây sơ vào trong lòng tĩnh mạch, nó gây tắc lòng tĩnh mạch bằng các cái phản ứng hóa học và cùng với cái hiệu ứng cơ học của cái ống thông mà gây tắc. Xin lỗi là mình đã tiến cái video này để mở bằng cái này. Đây. Chúng ta luồn vào trong lòng tĩnh mạch. Đấy, đây chúng ta nhìn thấy cái van này. Thì sau khi luồn vào thì nó sẽ bơm cái chất gây sơ theo hình vòng. Đấy, nó quay cái dụng cụ này nó quay tự động 3.500 vòng và nó bơm cái chất gây sơ vừa gây tác động về mặt cơ học đối với nội mạc vừa gây tác dụng về mặt hóa học để làm tắc lòng tĩnh mạch bệnh lý. Vậy thì hiệu quả của phương pháp thứ ba này sẽ như thế nào? Có nghiên cứu lớn nhất là nghiên cứu ELIAS còn gọi tắt là MOCA để đánh giá về hiệu quả của cái phương pháp gọi là Clariven này trong điều trị suy tĩnh mạch nhiệt lớn. Mục tiêu chính ở đây là đánh giá độ an toàn và mức độ tắc hoàn toàn tĩnh mạch sau 6 tháng. Mục tiêu phụ là đánh giá những cái biến chứng và tác dụng phụ trong cái thủ thuật, ví dụ như là đau trong và sau khi làm thủ thuật hoặc là cái mức độ cái thuốc giảm đau phải dùng hoặc là mức độ bầm tím. Kết quả đáng kể, kết quả là cho thấy là rất là đáng khích lệ khi mà người ta mới nghiên cứu có mới công bố là trong vòng 260 ngày sau 260 ngày theo dõi thì tỷ lệ tĩnh mạch được đóng hoàn toàn là 96,7% và chiều dài đoạn tĩnh mạch điều trị chúng ta thấy khá dài 37,5 cm và kích thước tĩnh mạch là khoảng 8 mm, tức là cũng là khá là giãn. So sánh, chúng ta thử so sánh giữa cái nghiên cứu Clariven và RFA thì chúng ta thấy đây là cái nghiên cứu mà đã tổng thống kê đấy, đa trung tâm đa quốc gia. Thì đối với RS thì vì là nó được sử dụng phổ biến hơn nên là cái số liệu nó lớn hơn. Ở đây là 326 bệnh nhân trong khi ở đây có 29 bệnh nhân, 99,6% tắc sau 6 tháng, còn ở đây là 96,7% tắc trong 260 ngày và 90% là tắc sau 5 năm, còn ở đây là chúng ta chưa có số liệu sau 5 năm. Tuy nhiên về độ an toàn thì so với can thiệp nhiệt nội tĩnh mạch thì phương pháp này đau ít hơn trong khi làm thủ thuật do chúng ta không phải gây tê quanh tĩnh mạch và thời gian làm thủ thuật cũng nhanh hơn. Một nghiên cứu thứ hai cũng sử dụng cái hệ thống Clariven, tức là cái phương pháp hóa cơ học. Đây là cái phương pháp này, nghiên cứu này thì được thực hiện ở 232 bệnh nhân. Tuy nhiên là bệnh nhân sẽ được tiêm sử dụng các cái chất gây hóa học ấy, ở các cái mức nồng độ khác nhau 0,125, 0,5 và 1% so sánh với cái nhóm là placebo được chọn ngẫu nhiên. Mục tiêu chính là được cải thiện triệu chứng được ghi nhận vào tuần thứ 8. Kết quả cho thấy là tắc hoàn toàn trên siêu âm ở đây là lớn nhất là cái nhóm mà được điều trị bằng cái chất gây sơ là với nồng độ là 1%, tỷ lệ tắc là 86,2%. Và cái tỷ lệ về tác dụng phụ thì lại hơi không được mỹ mãn lắm. Khi mà nồng độ cao hơn thì các cái tỷ lệ về tác dụng phụ nó cũng cao hơn. Ví dụ như là huyết khối tĩnh mạch đông ở phương pháp này là 83,4% và đáng ngại ở đây là khi sử dụng cái nồng độ 1% tỷ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu là 8,6%. Chúng ta thấy khi so sánh với RFA 87,9%
9% tắc sau 8 tuần và chưa có số liệu sau 5 năm so với các dữ liệu sau 5 năm của RFA. Về hiệu quả lâm sàng, chúng ta thấy đây là hiệu quả của điều trị bằng sóng cao tần, đây là hiệu quả của laser. Laser thì chưa có dữ liệu sau 5 năm, sóng cao tần đã có dữ liệu sau 5 năm là 90%. Hiệu quả của tiêm sơ kinh điển thì chúng ta tắc sau 2-4-8 tuần và sau 1 năm là 83.7%. Còn cái phương pháp Mocha này là 96.7% ở thời điểm 6 tháng. Laser thì chúng ta có kết quả được theo như các cái công bố hiện tại là các dữ liệu sau 1 năm thì tỷ lệ là 94.2%. Nhưng mà xin nhấn mạnh đây là laser thế hệ cũ, tức là dưới 1.000 nanomet. Phương pháp thứ tư đấy là phương pháp can thiệp gây dính tĩnh mạch. Người ta cũng gây tắc tĩnh mạch nhưng không dùng nhiệt. Không dùng nhiệt như vậy chúng ta sẽ không có cái tác dụng phụ do nhiệt gây ra. Và chúng ta cũng không phải gây tê cho bệnh nhân, bởi vì nó sẽ không, hầu như là nó không gây đau. Và nó phải sử dụng một cái keo, nó gọi là cyanoacrylate. Keo được bơm vào trong ống thông và nó làm polymer hóa khi tiếp xúc với các thành phần chứa ion, cụ thể ở đây là các thành phần đường máu. Nó ưu điểm rất nhiều, không cần gây tê quanh tĩnh mạch và không cần ép sau khi điều trị. Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của nó là giá cả. Có 3 cái nghiên cứu đã được thực hiện sử dụng cái hệ thống gọi là cyanoacrylate này, nó gọi là hệ thống Venasil. Thì có nghiên cứu thứ nhất 38 bệnh nhân từ năm 2011, nghiên cứu thứ hai là 70 bệnh nhân từ 2012 và nghiên cứu thứ ba tại Hoa Kỳ là 242 bệnh nhân từ 2013. Nghiên cứu đầu tiên là một nghiên cứu đơn trung tâm và không ngẫu nhiên đánh giá hiệu quả, độ an toàn và khả năng ứng dụng của hệ thống Venasil đối với 38 bệnh nhân được chọn vào trong nghiên cứu. Tỷ lệ tắc sau 1 năm là 92%, sau 2 năm là 92% và sau 3 năm vẫn là 92%, tức là khá là cao. Nghiên cứu thứ hai là một nghiên cứu đa trung tâm, tuy nhiên là không ngẫu nhiên trên 70 bệnh nhân. Thì tỷ lệ tắc sau 6 tháng là 94.3% và sau 12 tháng, ở đây xin lỗi bị nhầm, là 92.9%. Nghiên cứu thứ ba tại Hoa Kỳ, người ta gọi là thử nghiệm V-Close, bởi vì cho đến giờ phút này thì cái Venasil đấy vẫn chưa được cấp phép được bán ra thị trường ở Hoa Kỳ. Thì đây là một nghiên cứu tiến cứu chọn ngẫu nhiên 1:1 so sánh hệ thống Venasil đối với là bệnh nhân điều trị bằng sóng cao tần và đánh giá cái mức độ an toàn và hiệu quả của hệ thống Venasil này, xem là nó có mục tiêu là không kém hơn so với RFA ở thời điểm 3 tháng sau can thiệp. Thì người ta thấy rằng sau 3 tháng thì tỷ lệ tắc của cái Venasil này là 98.9%, sau so với RFA là 94.3% và sau 6 tháng là cũng tương tự như vậy, tức là không đổi sau 3 tháng sau. Và về hiệu quả thì người ta thấy rằng khi sử dụng cái phương pháp của Venasil này thì nó đã chứng minh được tính an toàn và hiệu quả với kết quả khá nhất quán từ 3 thử nghiệm lâm sàng là 92% của nghiên cứu đầu tiên, 92.9% của nghiên cứu thứ hai và 98.9% của nghiên cứu thứ ba sau 6 tháng. Cái mức độ an toàn cao và ít gặp các cái biến chứng. Bệnh nhân khi điều trị bằng hệ thống này thì không cần đeo tất chun theo thủ thuật sau thủ thuật và bệnh nhân cũng không cần gây tê trong lúc thực hiện thủ thuật, vì vậy cũng ít đau hơn. Thời gian quay lại cái công việc và cái sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân cũng cao hơn. Ở viện tim mạch của chúng tôi, đây là một bệnh khá phổ biến nhưng gần đây mới được chú ý. Và chúng tôi tham gia thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm đánh giá ngẫu nhiên đa trung tâm đa quốc gia thì thấy là 62% bệnh nhân đến khám không có biểu hiện của suy tĩnh mạch, nhưng chỉ có 39.9% bệnh nhân nhận biết được các cái dấu hiệu đó. Thì lần đầu tiên năm 2012 thì chúng tôi bắt đầu sử dụng cái hệ thống Venus Closure Pass điều trị suy tĩnh mạch ở trẻ lớn. Năm 2014 thì lần đầu tiên sử dụng laser nội tĩnh mạch với mức sóng là 1470 nanomet để điều trị suy tĩnh mạch mãn tính. Và năm 2015 thì lần đầu tiên là điều trị cái dị dạng tĩnh mạch chi dưới chúng ta bằng cái laser nội tĩnh mạch. Và cũng trong năm nay thì lần đầu tiên cái hệ thống Clarivan và Venasil được giới thiệu ở viện tim mạch của chúng tôi. Kết quả ban đầu về hiệu quả điều trị của phương pháp ERS đối với 52 bệnh nhân và 66 chi theo dõi sau 6 tháng thì người ta thấy rằng chúng tôi thấy rằng là cái kết quả về cơ năng, về triệu chứng cơ năng là giảm rõ rệt. Hiệu quả gây tắc sau 1 tháng và sau 12 tháng đều là 100%. Đây là hình ảnh minh họa bệnh nhân trước điều trị, sau điều trị 1 tháng và sau khi điều trị được 12 tháng. Trong khi các cái biến chứng và tác dụng phụ là rất thấp, biến chứng đáng kể nhất là có 1,9%, có một bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch nông
sau can thiệp sau 1 tháng và sau 12 tháng thì không còn cái tỷ lệ này nữa. Còn có 9,0% bệnh nhân có cái rối loạn sắc tố da do hiệu ứng nhiệt. Bài trình bày của chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp.